Thưa quý vị, sáng nay, Báo Đầu Tư phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức hội thảo phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Hội thảo lần này đưa ra tổng quan về định hướng phát triển của Đà Nẵng để xứng tầm vị thế là thành phố đáng sống, đáng trải nghiệm và đáng đến. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để Đà Nẵng đạt được mục tiêu kép vừa là thành phố du lịch với nhiều trải nghiệm đa dạng, đẳng cấp, vừa xứng tầm là thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư với quy mô và tiện ích đẳng cấp quốc tế. Tới đây Đà Nẵng cần phải chú ý là một cái thành phố đổi mới sáng tạo, một cái đô thị đổi mới sáng tạo, tức là nó phải khuyến khích cái mở cái không gian sáng tạo của chúng ta. Bởi hiện nay Việt Nam cái không gian cho sự sáng tạo đấy, kể cả khoa học tự nhiên, kể cả khoa học công nghệ và thậm chí cả xã hội nhân văn thì cái phần đấy nó còn hạn chế. Chúng ta có đầy đủ cơ sở để định vị Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến sang trọng cho cái khách hàng có chi tiêu cao và kể cả siêu giàu. Chúng ta đã có các cái thương hiệu lưu trú khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nhất của thế giới đến với Đà Nẵng. Chúng ta đã có cái hệ sinh thái về ăn uống, về giải trí, về đi lại, về họp hành, về phương tiện rất tốt và đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của cái giới mà có chi tiêu cao. Hội thảo cũng bàn về cơ chế chính sách để Đà Nẵng khai thác tối ưu lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, không gian phát triển, từ đó vượt lên danh xưng là thành phố đáng sống, trở thành nơi đại bàng làm tổ, nơi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, không gian phát triển đô thị Đà Nẵng trong tầm nhìn phát triển chuỗi đô thị thông minh, kết nối đô thị Việt Nam và quốc tế 2030-2045.